Hello, hello. xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần tại hoa kỳ thì hy vọng là các bạn có một cái đầu tuần đầy năng lượng. Welcome. thì hôm nay đó chúng ta thấy được là thị trường đang chờ đợi một cái thông tin rất là lớn ngày mai đó chính là thông tin gì đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát cpi và đây là cái thông tin chỉ số lạm phát mới nhất được công bố ngày mai và các bạn thấy đó là khi nào chúng ta mới biết được thông tin này thì các bạn à, nhìn vào cái à, lịch trình đó, thì ngày mai dựa theo giờ của New York đó là 8 giờ 30 phút sáng giờ New York. Ở Cali đó thì các bạn sẽ có thông tin này vào lúc là 5 giờ 30 phút sáng. À, lúc đó là thông còn đang ngủ. Các bạn hãy comment bên dưới khi mà các bạn có thông tin. À, các bạn nghĩ là chỉ số này sẽ là bao nhiêu? Tại vì đây là một chỉ số rất là quan trọng chúng ta theo dõi. Hàng tháng Thật ra trước đây đó cũng không mấy ai quan tâm đến chỉ số CPI đâu các bạn Chỉ là đợt này đó các bạn thấy được là Fed đang siết chặt nguồn tiền Và muốn tiếp tục tăng lãi suất cho nên mọi người đều quan tâm đến chỉ số CPI Cái mà mọi người quan tâm đến không phải là phần trăm lạm phát Mà mọi người quan tâm đến Fed sẽ làm gì và nó có cái sự quan hệ tới phần trăm lạm phát chỉ số CPI và những bài nào ở Việt Nam đó thì các bạn sẽ có thông tin vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày thứ ba có nghĩa là ngày hôm nay nhưng bạn nào mà xem video thì chúng ta thấy là cái phần trăm của tháng vừa rồi đó Để chỉ số này mức là 8,5% đi hơn như thích tại vì nó khó hiểu một chút tại vì các bạn thấy được là có chỗ để là người ta ước tính sẽ cao hơn có chỗ người ta để là người ta tính sẽ thấp hơn thật ra cái cần nên hiểu đó chúng ta có hai chỉ số thứ nhất là chỉ số CPI tổng quát thì chỉ số này đó tháng vừa rồi là 8,5% bây giờ ước tính đó, dựa theo Market Watch là 8% nghĩa là sẽ tiếp tục giảm xuống 0,5% đây là ước tính mà thôi ngày mai chúng ta mới biết con số chính thức là như thế nào nhưng mà bên dưới này đó các bạn thấy được là chúng ta lại có thêm một chỉ số nữa gọi là core CPI đây có thể hiểu đó là cái chỉ số CPI căn bản mà không có tính hai yếu tố quan trọng thứ nhất đây chính là năng lượng và thứ nhì đây chính là thực phẩm nếu như mà không tính năng lượng và thực phẩm đó thì người ta ước tính vẫn sẽ giống như tháng vừa rồi và thậm chí cao hơn một chút cao 0.1% tháng vừa rồi là 5.9 thì tháng này sẽ là 6% nói chung thì phần lớn mọi người quan tâm đến chỉ số tổng quát là bao nhiêu mà thôi và chỉ số đó bây giờ ước tính dựa theo Market Watch là 8% sẽ tiếp tục giảm so với tháng vừa rồi là 8.5 mà tháng vừa rồi đã giảm so với cái tháng trước đó là thường nhớ 9.1 rồi có nghĩa là lạm phát sẽ tiếp tục giảm dựa theo ước tính và để hiểu hơn đó, bạn thì được đây là một thống kê được chia sẻ bởi Rand Neuner của Crypto Man Rand. Thì chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó, không tính Crypto Banter tại vì đó là channel của nhưng mà tính những công ty lớn đi thì các bạn thấy được là họ à, đã đưa ra ước tính là bao nhiêu Những ngân hàng lớn đó, như là Credit Suisse, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs à, Các bạn thấy được là họ đều nghĩ là chúng ta sẽ xoay quanh có mức là 7,9-8% Những công ty mà cao hơn đó, các bạn thấy được là bên dưới đây, chúng ta có công ty uh, JP Morgan, Costinia Bank Bank of America thì nghĩ là khoảng 8.1, 8.2 Nói chung các bạn nhìn vào danh sách này đó là đây là ước tính của những công ty lớn thì họ đều có một điểm chung Tuy là con số đó gần nhau nhưng mà có một điểm chung chính là họ vẫn nghĩ là sẽ giảm so với lại cái tháng vừa rồi thì uh, tôi nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ nó sẽ giảm so với tháng vừa rồi tại sao thường nghĩ như vậy thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa nhưng mà cộng đồng thuận khác với đồ đó thì nghĩ sao à, thuận đã để cái à, cuộc bỏ phiếu này trên những mạng xã hội đó thì cuộc bỏ phiếu này cũng mới mà thôi cho nên à, vẫn chưa có nhiều bạn bỏ phiếu để thường refresh lại thì các bạn thấy là có khoảng 1 bạn đã bỏ phiếu ở trên telegram thì các bạn thấy rất rõ ràng là 53% nghĩ là chỉ số lạm phát tháng này sẽ thấp hơn so với tháng vừa rồi. Đương nhiên đó là điều tốt đối với Thuận chúng ta có thể nhìn thấy cái cuộc bỏ phiếu tương tự ở trên Twitter thì sao thì kết quả cũng tương tự như vậy 59% nghĩ là sẽ thấp hơn tháng vừa rồi và ở trên uh, YouTube thì uh, tổng cộng uh, có khoảng chừng là 188 bạn bỏ phiếu thì vẫn như vậy kết quả là 55% thấp hơn tháng vừa rồi có nghĩa là chúng ta nhìn chung cộng đồng thuận khác với đồ chúng ta nhìn vào những công ty lớn à, Tôi vừa nói đến chúng ta nhìn uh, cái uh, thống kê đến từ Market Watch thì điều cho các bạn thấy được một cái dấu hiệu đó chính là nhiều người rất là lạc quan, nghĩ là chỉ số lạm phát ngày mai đó, chỉ số CPI tổng sẽ là dưới 8.5%. Khi mà thuận nhìn vào cái chỉ số này đó thì Thuận cũng có ý nghĩ là nó sẽ giảm xuống tại vì một trong những yếu tố lớn đó, thứ nhất đó chính là liên quan đến giá xăng. Giá xăng là một trong những yếu tố mà thôi nhưng mà yếu tố xăng đó rất là ảnh hưởng. À, các bạn thấy được là xăng dầu đó không phải để các bạn đổ xăng để mà chạy xe đâu. À, xăng dầu đó các bạn dùng để mà sản xuất, các bạn dùng để mà di chuyển hàng hóa cho nên khi mà năng lượng xăng dầu tăng lên á sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với nhiều cái uh, chi tiêu khác nhau chứ không phải là chỉ ảnh hưởng liên quan đến việc các bạn đổ xăng không và các bạn thấy đây là thống kê tính riêng ở Hoa Kỳ mà thôi để thống kê từ AAA. thì uh, đây là cái thống kê cho thấy được đó là cái tháng cao nhất À, chúng ta từng thấy giá xăng đó, đây là cái uh, giá xăng mà tính trung uh, bình chung mà thôi, chứ không phải là riêng một tiểu bang nào hoặc là thành phố nào. Thì cái giá cao nhất đó, chúng ta thấy là ngày 14 tháng 6 là 5 đô la, chính xác hơn là 5 đồng lẻ một cent. Nhưng mà tới bây giờ đó, thì cái giá trung bình của nước Mỹ đó là phẩy 7 đô la hiện tại đã thấp hơn rất nhiều so với cái mức cao nhất là 5 đồng đã 1 sen Và các bạn thấy là cái màn hình này đó, cái biểu đồ này cho chúng ta nhìn thấy là có nhiều màu khác nhau. Nói chung đó thì những cái tiểu bang màu đỏ là những tiểu bang mà có cái giá xăng cao nhất. Những tiểu bang mà màu xanh dương đậm đó là có giá xăng thấp nhất. Thì các bạn thấy được những tiểu bang có giá xăng cao đó là những tiểu bang mà nằm ở bên phía miền Tây của Hoa Kỳ. À, chúng ta có California trung bình tới 5 đồng 40 cent lận. À, chúng ta thấy được là những cái uh, tiểu bang lân cận cũng như vậy, trong khi chúng ta thấy là Texas thì rẻ hơn, chỉ ba đồng một mà thôi. Đây là con số trung bình 3.7 và đó là điều mà chúng ta muốn thấy là giá xăng tiếp tục giảm và đó là điều chúng ta đã nhận được. Yếu tố rất quan trọng liên quan đến chỉ số lạm phát và cũng có một chỉ số khác chúng ta cũng đã xem ngày hôm qua đó chính là inflation. Uh, thì đây là một cái chỉ số mà tính bởi một công ty tư nhân mà thôi không phải là chỉ số chính thức đến từ chính phủ cho nên nhiều bạn uh, cũng thắc mắc là thuần chia sẻ là chỉ số là 8.96 không phải là cao hơn 8.5 hay là sao không phải đâu các bạn đây là cái chỉ số uh, tính bên ngoài mà thôi nói chung đó thì cái chúng ta quan tâm nó không phải là con số này mà cái chúng ta quan tâm nó chính là cái xu hướng của con số này như thế nào và các bạn đã thấy được là nếu chúng ta chỉ nhìn là một tháng qua thì vẫn có xu hướng giảm chỉ số cách đây một tháng đó là 9,23 và bây giờ là mức là 8,96 thì cũng đã có cái xu hướng giảm thêm nữa bên dưới này đó thì các bạn thấy là thống kê dựa theo ngành thì nếu như chúng ta nhìn vào cái ngành mà di chuyển đó thì chúng ta thấy được là cái À, chỉ số lạm phát đã giảm rất là nhiều rồi phần lớn là tại vì năng lượng đã giảm xuống xăng dầu giá cũng đã tốt hơn nhưng mà có một cái mà chưa có dấu hiệu giảm đó, cũng là một yếu tố lớn đó chính là thực phẩm và các bạn thấy được là thực phẩm đó, thực ra mà nói nó vẫn ở cái mức cao sau khi mà chúng ta thấy được thực phẩm đạt cái mức cao là khoảng chừng à, tháng 2, tháng 3 của năm nay đó thì vẫn tiếp tục giữ cái mức đó nói chung là thực phẩm vẫn là một trong những yếu tố quan trọng liên quan tới lạm phát mà vẫn chưa có xu hướng giảm hiện tại nhưng mà nào mà đi chợ hay là đi mua đồ ăn thường xuyên thì cũng đã biết rồi Tất cả đều đã tăng giá và không có dấu hiệu giảm Và đây là thống kê đến từ Hoa Kỳ Thì nói chung à, bản thân thuận đó thì vẫn nghĩ cái yếu tố quan trọng là xăng dầu đã có dấu hiệu giảm rất là nhiều Thì ngày mai đó, thuận vẫn có lòng tin là chỉ số lạm phát sẽ thấp hơn so với tháng vừa rồi Tháng vừa rồi 8.5 kỳ này sẽ thấp hơn. Và đương nhiên. Lý do tại sao mà nhiều người quan tâm đến. Là tại vì Fed. Sắp sửa lại. Có thêm một cuộc họp nữa. Đó chính là cuối tháng này. Ngày 21 tháng 9. Thì các bạn thấy được là. Tùy tới đó đó. Còn... 8 ngày 15 phút nữa dựa theo cái đồng hồ đám ngược à, đến từ CME và cho đến thời điểm ngày hôm nay đây các bạn thấy là hầu như 90% nghĩ là cái cuộc họp kế tiếp này của Fed á, họ sẽ tăng 0.75 cho nên à, nhiều bạn mà có cái suy nghĩ là lạm phát ngày mai nếu như mà tiếp tục giảm đó thì Fed sẽ nương tay hơn tôi nghĩ là khả năng đó đó cũng không có cao đâu tại vì Fed đã nói rất rõ ràng là họ không có dựa vào một tháng hay hai tháng để quyết định cái việc tăng lãi suất mà họ cần phải thấy được là nhiều tháng liên tục có cái xu hướng giảm chứng minh được là cái việc tăng lãi suất đã có hiệu nghiệm rồi cho nên cái đợt tăng kế tiếp này đó, tôi nghĩ là sẽ tăng 0.75 và các bạn thấy hợp đồng bây giờ cũng đang nghiêng về cái phía đó 90% đã chuẩn bị tâm lý cho Fed tăng 0.75 rồi điều này đó cũng là tốt đấy các bạn tại vì các bạn muốn là thị trường đó mọi người có cái tâm lý là Fed sẽ tăng cao nếu mà Fed không tăng 0.75 mà thấp hơn đó thì đương nhiên đó là cái điều tốt đối với lại thị trường thị trường sẽ xanh trở lại à, Cho nên chúng ta muốn thấy là mọi người chuẩn bị cho cái tình trạng xấu nhất nhưng mà hy vọng cho tình trạng tốt nhất lạm phát cũng vậy Nếu ngày mai đó mà chỉ số này dưới 8% thị trường lại càng sẽ xung sâu hơn nữa hy vọng là như vậy miễn là dưới 8.5 năm là thường vui rồi còn về những khu họp kế tiếp thì sao thì Fed năm nay còn họp thêm hai lần nữa tháng 9 này là một lần rồi chúng ta thấy là còn hai lần nữa đó chính là ngày 2 tháng 11 thì ngày 2 tháng 11 đó bây giờ phần lớn là 74 7 là nhiên về là Fed sẽ tăng thêm 0.5% và cuộc họp cuối cùng của năm nay đó là ngày 14 tháng 12 thì dựa theo tài liệu bây giờ đó cho thấy được từ 375 uh, lên tới 4% thì cuộc họp cuối cùng của năm nay đó, bây giờ phần lớn là nghiêng là Fed sẽ tăng 0.25. Nói chung thì tăng mạnh thêm một đợt nữa rồi tăng nhẹ lại đợt tháng 11 và tăng rất ít đợt tháng 12. Đó là dựa theo hợp đồng tương lai hiện tại. Và các bạn cũng thấy cái sự lạc quan của thị trường khi mà chúng ta nhìn vào những chỉ số lớn ngày hôm nay giống như là chỉ số Dow Jones đã có cái sự tăng trưởng là 0.71, chỉ số S&P 500 thì tăng 1% và Nasdaq đó tăng 1.27. Premarket market bây giờ thì rất là im lặng. Các bạn thấy được là chỉ còn à, vài tiếng nữa thôi chúng ta sẽ biết cái thông tin chính thức liên quan đến lạm phát. Cho nên thì bây giờ thị trường im lặng chờ đợi kết quả chỉ số lạm phát là bao nhiêu. À, chúng ta có thể nhìn vào dầu đó thì dầu vẫn dưới 90 đô. Tuy đã tăng thêm lại một chút ở mức 87 đô cho một thùng dầu nhưng mà dưới 90 đô cũng là được rồi. Chúng ta muốn thấy thấp hơn nữa. Vàng thì cũng không gì thay đổi nhiều. Vàng là mức hợp đồng 1731 đô cho một ounce vàng. Còn về crypto thì sao? Crypto đó thì các bạn thấy được là BTC à, đã qua khỏi 22.000 đô. Cái mức cao nhất đó ngày hôm nay đó chính là khoảng 22.500 đô Bây giờ ở mức là 22.172 Và cả thị trường crypto thì các bạn thấy được là thật ra BTC tăng mà thôi Chứ còn cả thị trường thì cũng coi như giống ngày hôm qua khoảng là 1,1 nghìn tỷ xuống 1.8%. BTC đó thì tăng 1.8 trong khi chúng ta có một số đồng thì không có sự tăng trưởng nhiều giống như là Ethereum thì giảm 2.6% Ethereum chúng ta sẽ nói tới kế tiếp tại vì trong tuần này cũng có cái hiện tượng The Merge sẽ xảy ra dựa theo cái đồng hồ đếm ngược đến từ Google, rất là thú vị xin chia sẻ với các bạn. À, BNB thì cũng không thay đổi nhiều, các bạn thấy được là trong cái top 10 này là chúng ta có Solana là tăng 7.7%. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục đi vào thêm chi tiết đó thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Prime XPT với nhiều dịch vụ về crypto và forex khá thú vị và trong thông điệp ngày hôm nay đó Prime XBT muốn đưa đến hai thông điệp dành cho các bạn đó là các bạn có thể giao dịch với phí không đồng trên nền tảng từ ngày 12 tháng 9 và chương trình giveaway 5.000 đô riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì trước hết chúng ta nói tới giao dịch miễn phí đi thì giao dịch thị trường toàn cầu với zero phí thì tận hưởng ưu đãi giao dịch hàng hóa chỉ số chứng khoán và ngoại hối mà không cần phải mất phí Prime XBT đó loại bỏ tất cả các khoản phí giao dịch trên thị trường truyền thống từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 thì trong thời gian mà thị trường tiền điện tử đó ảm đạm các bạn có thể suy nghĩ đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn ngoài tiền điện tử thì Prime XBT đó là một trong số ít nền tảng cho phép bạn giao dịch các thị trường khác nhau như là kim loại nghĩa là vàng, bạc, chỉ số chứng khoán, ngoại hối và nhiều nền tảng khác bằng cách sử dụng đòn bẩy. Điểm nổi bật của Prime XBT đó là bạn không cần phải bán tiền điện tử yêu thích của mình để ký quỹ giao dịch bạn có thể sử dụng Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT và các loại tiền điện tử khác làm tài sản thế chấp, ký quỹ và giao dịch thị trường toàn cầu như là một người chuyên nghiệp. Chương trình thứ nhì là chương trình giveaway thì tổng giải thưởng nó trị giá lên tới 5.000 đô dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital. 100 người nhanh nhất và hoàn thành các bước sẽ nhận được promo code trị giá 50 đô la thời gian đó là từ 0 giờ ngày 12 tháng 9 đến 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2022 để có thể nhận thưởng đó các bạn cần thao tác hai bước bước đầu tiên đó là tạo tài khoản qua liên kết thường để trong phần mô tả video này bước thứ nhì đó là trả lời tất cả các câu hỏi và hoàn thành tất cả các yêu cầu bên dưới trong form này thường cũng sẽ để đường link ở bên dưới cái video Khi mà đăng ký tài khoản đó thì các bạn nhớ nhập cái mã promo code để có những ưu đãi tốt nhất và có hai mã promo code Liên đăng ký, liên form và các hướng dẫn nơi thông trở bên dưới cái phần mô tả của video này Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Prams XPT Và chúng ta bây giờ hãy trở lại để tiếp tục những cái thông tin nổi bật của ngày hôm nay Ok, bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới Ethereum đi Thì hôm qua các bạn đã thấy cái đồng hồ đếm ngược này rồi Thôi này cũng không có suy nghĩ nhiều Nhưng mà hôm nay hầu như là người ta lại rất là xung xao về cái chuyện là ở trên Google các bạn có thể để Ethereum Merge thì có đồng hồ đếm ngược chính thức đến từ Google. Thì nhiều người cho đây là một trong những cái sự nảy mặt của Google đối với trường crypto này. Và như cái đối với lại Ethereum thì các bạn thấy bên dưới này đó thì để cái độ khó hiện tại, để cái tốc độ đầu hiện tại. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là đồng hồ đếm ngược cho thấy là còn khoảng 2 ngày một tiếng 24 phút nữa là sẽ có hiện tượng The Merge xảy ra khi mà Ethereum sẽ chính thức chuyển qua hệ thống proof of stake và bên tay phải chúng ta có hai con gấu một con là màu trắng một con là màu đen thường nghĩ là hai con gấu này càng đến gần cái hiện tượng The Merge thì họ sẽ càng đến gần như nhau và hai cá sẽ hòa hợp lại để mà trở thành một con cấu trúc như là các bạn nhìn thấy ở trên màn hình và đương nhiên đây là cái thời gian ước tính mà thôi tại vì dựa theo cái số lóc và tốc độ nào nhanh hay là chậm cho nên ước tính này nó sẽ thay đổi theo thời gian nhưng mà bây giờ là còn khoảng chừng hai ngày nữa thôi đây là một cái sự kiện mà chúng ta đã chờ đợi dài cổ từ năm sáu năm trước rồi bây giờ mới có và như thường chia sẻ đó hai con gấu ở trên màn hình sẽ càng ngày càng đến gần với nhau khi mà mơ xong thì chắc thành gấu trúc thì cũng tốt thôi các bạn tại vì gấu trúc đó tiêu diệt phân biệt chủng tộc nó vừa là da trắng vừa là da đen và vừa là châu á thường nói giờ các bạn một chút mà thôi chúng ta bây giờ hãy nói tới một thông tin khác liên quan tới ethereum đi nhưng mà trước hết thì thuận trở lại tại vì có rất nhiều bạn cũng hỏi thuận về là Merge, à, bây giờ có nên mua ethereum hay không có nên bán hay không thật ra đó thuận đã chia sẻ với các bạn là đối với Thuận ethereum đó là cái số lượng tài sản crypto lớn thứ nhì à, không phải là chỉ mới đây mà đã bao nhiêu năm qua rồi những mà nào mà theo dõi kênh cũng đã biết ngay cả những lúc như là năm 2018 đó có biết bao nhiêu là người rời bỏ ethereum biết bao nhiêu là vớt biết bao người nói là ethereum đã lỗi thời vân vân thì à, thuận vẫn nói với các bạn là Ethereum vẫn là đồng đứng thứ nhì mà Thuận lưu trữ trong tài sản crypto hiện tại và lúc đó cũng là như vậy và đối thuận thì Ethereum đó là một cái nền tảng mà thuận tin tưởng dài hạn và hiện tượng The Merge này đó là một hiện tượng mà riêng bản thân thuận đó thì thuận nghĩ đây là một bước đi đúng của Ethereum Ethereum không có giống như là BTC không phải là tài sản lưu trữ giá trị cho nên Ethereum cần phải có một cái hệ thống xử lý nhanh phí rẻ và mở rộng được Tuy là hiện tượng nợ này ra không có phải là ngay lập tức sẽ có cây phí rẻ hay là tốc độ nhanh hơn nhưng mà đó là cây nền tảng đầu tiên để tìm có thể tiếp tục phát triển cho nên nếu các bạn mua Ethereum đó bây giờ thì các bạn mua thường hy vọng là các bạn mua không phải là chỉ để chốt lời hay là các bạn chỉ để kiếm được lợi ích khi mà hiện tượng mơ xảy ra tại vì không ai biết được giá của Ether đã tăng một thời gian rồi trước hiện tượng này và hiện bây giờ đó vẫn là một câu hỏi khi mà the mơ xảy ra đó thì có phải chúng ta sẽ chứng kiến cái hiện tượng là mua tin đồn bán tin thật hay là không có nghĩa là trước khi mà có cái sự kiện thì giá lên nhưng mà trước lúc có sự kiện hay là ngay lúc có sự kiện thì giá nó sẽ đâm tại vì nhiều người đang chờ để mà xả hàng không ai biết được hay là ngược lại nó giống như là cái sự kiện cập nhật ERP 1559 đốt đồng Ethereum khi có sự kiện rồi đó thì giá là tiếp tục thâm lên nữa nói chung thì các bạn mua Ethereum đó đối với thường các bạn nên mua nếu như mà các bạn tin tưởng đây là cái bước đi đúng của Ethereum và nền tảng này sẽ là một nền tảng rất lớn sau này không phải là trong vòng hai ngày tới đây giá tăng hay không mà các bạn cần phải có sự tin tưởng là một năm hai năm ba năm sau Ethereum sẽ như thế nào chứ còn không thích bất cứ ai mua vì một cái sự kiện nào đó ngắn hạn Điều uh, kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó cũng liên quan tới Ethereum uh, thì có một cái thông báo đến từ sàn CME đây là một cái sàn mà chuyên cho những cái công ty những cái tổ chức đầu tư ở Hoa Kỳ sử dụng mà thôi không phải là sàn mà thường các bạn sử dụng thì cái sàn này đó, năm 2017 đó đã có cái sản phẩm đầu tiên về crypto đó chính là hợp đồng tương lai của Bitcoin rồi sau đó họ có cái sản phẩm uh, option to Bitcoin nghĩa là quyền được chọn của Bitcoin Rồi sau đó nữa đó họ có sản phẩm futures hợp đồng tương lai cho Ethereum Và cái thông tin ngày hôm nay đó là họ đã có sản phẩm option for Ethereum có nghĩa là quyền được chọn Thì có thể là nhiều bạn cũng cảm thấy là khó hiểu đây có phải là quyền được chọn rồi giống như các bạn sử dụng trên những cái sàn như Deribit sẽ có Ethereum thật sự hay không thì không phải đâu các bạn đây là một cái sàn cho giao dịch hợp đồng mà thôi thì các bạn có thể thấy được là cái tài sản đứng sau lưng hợp đồng quyền được chọn option này đó là một cái hợp đồng tương lai có nghĩa là đây là một cái hợp đồng của hợp đồng chứ không phải là có Ether thật sự khi mà mua bán nó lời lỗ như thế nào thì các bạn thấy được là à, họ sẽ tính theo quy ra đô la và cái tài sản bên dưới chính là Ethereum Futures hợp đồng tương lai và cái tài sản của Ethereum Futures sẽ được quy ra thành đô la có nghĩa là hoàn toàn các bạn giao dịch chỉ trên hợp đồng mà thôi chứ không có Ether thực sự di chuyển à, trên cái sàn CME này đó để các bạn cần nên hiểu ở đây cho nên thường thấy là có một vài bài báo nó có thể là họ không đầu kỹ hay là sao đó họ nói là cái à, đây là một cái hiện tượng không tốt Tại vì trước khi có đã merge Thì có cái hiện tượng option Có nghĩa là có cái hợp đồng option trên sàn CME Thì nhiều tổ chức đầu tư đó Họ có thể là đâm y tờ trên cái sàn này Thì không phải đâu, họ chỉ có thể mua bán hợp đồng mà thôi Nhưng mà các bạn cũng cần phải lưu ý đến Tại vì mỗi lần mà CME ra một cái hợp đồng nào mới đó Thì thường lại nhớ lại cái nỗi đau tâm lý của năm 2017 Các bạn đã nhớ là tháng 12 đó Của năm 2017 lúc đó là sàn CME cho ra cái hợp đồng tương lai bitcoin đầu tiên à, và lúc đó ai cũng quan hô hết tại vì đây là một cái sự chấp nhận rất lớn của Fawo đối với crypto trước đó là không có sau này mới có thì à, các bạn thấy được là ai cũng rất là vui nhưng mà đó cũng là đỉnh điểm của năm 2017 cho nên mỗi lần mà CMB hợp đồng nào đó thì mọi người lại lo lắng cái mà các bạn cần nên nghĩ đến là cho dù sàn CMB không có Ether thật sự có nghĩa là họ không thể nào mà bán mua Ether trên đây làm hưởng đến giá trong thị trường spot được nhưng mà các bạn nên hiểu là đây là một sàn mà có nhiều tổ chức đầu tư sử dụng một trong những chiến lược họ có thể dùng đó chính là họ có thể mua bán option trên sàn CME rồi họ có thể là dùng Ether thật sự ở trên uh, sàn spot để mà làm ảnh hưởng đến giá để mà chốt lời bên đây đó là điều các bạn cần phải nên suy nghĩ đến cho nên nói chung đó thì CME cho ra cái sản phẩm Option Futures này hai ngày trước khi có hiện từ năm mới cũng khiến cho Thuần cảm thấy bất an một chút nhưng mà nói chung thì thuần đầu tư dài hạn cho nên cũng không có quan tâm nhiều đến giá cây ngắn hạn đâu Nhưng mà các thuần muốn chia sẻ để các bạn nắm được thông tin mà thôi Và trong tháng này đó không phải chúng ta chỉ có những cái sự kiện như thường vừa chia sẻ liên quan đến CPI ngày mai Liên quan tới Ethereum sẽ có cái cập nhật trong vòng 2 ngày Mà tháng này chúng ta còn có một sự kiện nữa đó chính là sự kiện liên quan đến Cardano thì uh, Cardano vẫn đang tiến tới với cái cập nhật Half of Basel. thì cập nhật này đó sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 9 có nghĩa là còn 10 ngày nữa đây là một tháng mà có rất nhiều những cái sự kiện như các bạn đã thấy rồi và đương nhiên à, cuối tháng này đó là chúng ta cũng có cái cuộc bỏ phiếu của Fed về tăng lãi suất khi mà gần tới ngày, tôi sẽ chia sẻ thông tin với các bạn. Thì ngoài chương thông tin đi ra còn một số những cái tài liệu khác tôi sẽ chia sẻ với các bạn. À, những tài liệu này thì cũng không có phải là tin tức gì lớn lắm nhưng mà có một cái nhận định liên quan tới Ripple và SEC. Cái vụ kiện này đã khi nào mới chấm dứt? Có cái sự kiện nào sẽ khiến cho SEC À, chịu bắt tay với là Ripple Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa Nhưng mà trước hết á, chúng ta thấy à, Đây là cái biểu đồ ở trên Classno Liên quan đến à, cái tốc độ đào trên mạng lưới của BTC Cho dù là giá cả của BTC không như ý muốn à, Trong vòng là 9 tháng qua Nhưng mà sự thật đó là mạng lưới của BTC Ngày lại càng được nhiều người bảo vệ Đây là biểu đồ liên quan đến tốc độ đào của BTC Thì tốc độ đào lại đạt thêm đỉnh mới Cho dù là giá đang không tốt tốc độ đào vẫn liên tục được tăng lên và chúng ta thấy được là tốc độ đào tăng lên cũng đồng nghĩa là chúng ta thấy độ khó đào cũng tăng lên đây là biểu đồ trên crypto khoan đại diện cho độ khó đào hai cái này đi song song với nhau tốc độ đào tăng lên thì độ khó đào sẽ tăng lên và ngược lại khi mà à, có nhiều thợ đào bỏ cuộc không đào thì tốc độ đào giảm xuống độ khó đào cũng giảm xuống để mà đảm bảo là trung bình một lóc là khoảng 10 phút và hôm nay đó là đầu tuần thì chúng ta cũng có cái thống kê đến từ con share từ những quỹ đầu tư đó thì tuần vừa rồi họ nạp thêm tiền vào hay là họ rút tiền ra thì trong bài viết này đó họ nói là đây là tuần thứ năm mà chúng ta thấy có tiền rời khỏi thị trường này nhưng mà thật ra không đúng đâu các bạn khi mà các bạn nhìn vào cái thống kê này đó thì đã có một tuần có tiền nạp thêm vào thị trường này đó chính là tuần vừa rồi cho nên cũng không phải đâu nhưng mà nói chung thì cái xu hướng trong những mấy tuần qua là chúng ta có một ít tiền rời khỏi à, cũng không phải là nhiều lắm các bạn thì được là tính theo cái số lượng nạp vào rút ra trước đây thì những cái thanh này cũng không phải là dài lắm thì cái số tiền này là bao nhiêu số tiền này đó là thống kê giữa nạp vào rút ra đó là khoảng 62,7 triệu và chi tiết hơn đó là chúng ta có một số tiền lớn rời khỏi Ethereum là 61,6 triệu còn Bitcoin đó là 13 triệu điều thú vị ở đây đó là Ethereum đây là cái tài liệu của tuần vừa rồi có nghĩa là The Merge xảy ra tuần này, nhưng mà tuần vừa rồi lại có khá là nhiều Ethereum bị uh, bán đi bởi vì quỹ đầu tư này có tới 61 triệu bị rời khỏi lần Bitcoin thì ít hơn là 13 triệu và đặc biệt hơn là chúng ta có thêm 10 triệu đô la đi vào thị trường nhưng mà đi vào cái quỹ short Bitcoin như là họ đem tiền vào để mà short chứ không phải là mua Nói chung thì uh, thống kê vẫn là số tiền rời khỏi là 62 triệu rời khỏi và uh, cũng không có một cái nơi nào uh, nói... Uh, chung là có cái số lượng tiền lớn đi vào bất cứ dùng nào phần lớn các bạn thấy được là ở Canada là nhiều nhất nhưng mà phần lớn nó vẫn là chung là số tiền rời khỏi những nơi mà có sự nạp vào cũng không có đáng là bao nhiêu đâu chúng ta chuyển qua để mà nói tới uh, SEC và Ripple đi các bạn đã biết là cái vụ kiện này đó đã xảy ra gần như hai năm rồi và những bạn nào mà là fan của XRP đó thì cũng rất muốn cái sự kiện này uh, có một cái hồi kết để cho XRP uh, tiếp tục trên con đường phát triển chứ còn sự kiện này giống như là một cái đám mây đen vậy đó cứ bao phủ cộng đồng của XRP và không thể uh, phát triển mạnh được như những đồng khác thì cái mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là chúng ta có hai nhận định đến từ hai cái luật thư Thượng Hoa luật sư, thường chỉ có thể chia sẻ những gì mà thông hiểu mà thôi. Thì đầu tiên hết á là nhận định đến từ luật sư John Diton, đây là một luật sư mà đại diện cho 65.000 XRP holders. Thì nhận định của luật sư John Diton đó là chỉ có hai trường hợp mà John Diton nghĩ là SEC đó sẽ chịu bắt tay để mà giải hòa với lại Ripple mà thôi. Thì hai cái sự kiện này là hai sự kiện gì? À, các bạn thấy được là một trong những cái yếu tố quan trọng trong cái đợt kiện này đó chính là năm 2018 đó giám đốc Hinman của SEC à, đã từng lên tiếng nói Ethereum không phải là chứng khoán và sau đó chúng ta cũng đang thấy là cái quyền được quản lý Ethereum đó đã chuyển qua cho cái bộ CFTC quản lý hồng tương lai rồi cho nên chúng ta mới thấy tin tức thường vừa chia sẻ với các bạn là CFTC có quản lý những cái sản phẩm liên quan tới Ethereum đến thời điểm bây giờ đó Thì uh, cái mấu chốt đó chính là XRP uh, Muốn biết là dựa theo những tài liệu gì Mà SEC nghĩ đó là ether không phải là chứng khoán Tại vì họ muốn dựa vào cái luận điểm đó Để nói là XRP cũng giống như vậy Cho nên không phải là chứng khoán Nhưng mà tới bây giờ đó thì... Uh, SEC vẫn không chịu giao ra những cái thông tin là email, những cái luận điểm tại sao họ nghĩ như vậy Mà ngay cả khi mà chủ tịch Gensler của SEC đó lên trên đài truyền hình phỏng vấn đó Thì ông ta cũng không nói tờ là chứng khoán hay không phải là chứng khoán Có nghĩa là tôi nghĩ SEC đó đang bị giống như là nằm giữa hai cái cột gì đó Giống như là nếu nói Ethereum đó là chứng khoán thì chẳng khác gì là nói những lời phát biểu của hình mình năm 2018 nó phát biểu sẵn bậy và không đại diện cho SEC và thêm vào đó nữa đó tôi nghĩ là không đơn giản như vậy tôi nghĩ là SEC đã từ lâu không coi Ether được chứng khoán và đã thông báo với những cơ quan khác, những công ty khác là như vậy cho nên họ mới mạnh dạng để quản lý Ether cho ra sản phẩm option trên sàn CME vân vân. Cho nên bây giờ đó khó để mà có thể thu hồi lại cái lệnh đó. Và nếu nói là Ether không phải là chứng khoán đó thì lại phải giao ra giấy tờ cho XRP để cho họ coi coi tại sao Ether ngoài chứng khoán và họ muốn dựa vào đó để lập luận mình cũng không phải là chứng khoán. Thì đó là tóm tắt lại tình hình hiện tại của SEC và điều đầu tiên có thể dẫn đến SEC phải bắt tay giảng hòa với lại không dribble. Đầu tiên hết á, là chỉ khi nào mà SEC đó bị bắt buộc và họ không có thể từ chối được Không thể gia hạn được nữa mà phải giao ra hết tất cả những tài liệu Tại sao mà họ nghĩ Ethereum và chứng khoán Thường nghĩ lúc đó họ mới chịu để mà giảng hòa với lại không dribble. Thứ nhì nữa đó là nhận định của John Deaton đó chính là có một cái điều kiện khác đó chính là cái điều kiện uh, bắt đầu từ cũng một thời gian rồi, hơn nhớ là cũng gần như là 2 năm Đó là cái điều kiện liên quan đến một cái dự án gọi là Library Là một cái dự án mà các bạn có thể tải video lên đó Thường trước đây cũng tải video lên để mà cung cấp uh, những cái video giống như là YouTube gì đó Nhưng mà họ cũng có một cái đồng đó chính là đồng LBRY Thì uh, dự kiện này đó sẽ có kết quả sớm Và nếu như mà SEC đó uh, không có thắng dự kiện này Thì nghĩ là SEC cũng sẽ nhanh chóng để mà giảng hòa với Ripple đó là hai cái yếu tố mà được nói đến bởi luật sư John Deaton Và cũng có một luật sư mà cũng rất quen thuộc với lại cái vụ uh, kiện này Đó chính là luật sư Jeremy Hogan Thì uh, luật sư Jeremy Hogan thì nghĩ là chúng ta cũng sắp tới hội kết rồi Có thể là khoảng uh, cuối tháng 11 thì sẽ có hội kết của cái vụ kiện này Hy vọng là như vậy Chúng ta muốn XRP thắng cái vụ kiện này Tại vì chỉ như vậy thì mới đẩy lùi được SEC chứ nếu không họ sẽ tiếp tục tấn công những dự án khác. Và những dự án khác thì không có nhiều tiền như là Ripple rồi các bạn. Ripple đã tốn uh, hơn 100 triệu đô la để uh, lo việc pháp lý khi mà kiện tụng SEC Những dự kiện khác họ không có nhiều tiền gì đâu, họ chỉ có thể là chịu thua mà thôi. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan tới Starbucks thì uh, Starbucks đã công bố uh, cái uh, sản phẩm Starbucks Odyssey. Đây là một cái uh, chiến lược để mà họ những cái phần thưởng cho những cái khách hàng của họ đó thì cái phần thưởng này sẽ dựa vào mạng lưới Polygon thì Starbucks Odyssey sẽ là một phần mở rộng của chương trình Starbucks Rewards như là một loại các hoạt động chẳng hạn như là chơi các trò chơi tương tác hoặc tham gia các thử thách thú vị để nâng cao kiến thức về cà phê và Starbucks và được thưởng thì cái thành viên sẽ được thưởng khi hoàn thành hành trình với một cái tem màn hình có thể thu thập kỹ thuật số NFT thì mỗi con tem kỹ thuật số đó có thể sưu tập sẽ bao gồm một giá trị điểm dựa trên độ hiếm của nó Và các con tem nó có thể được mua hoặc bán giữa các thành viên trong thị trường Với quyền sở hữu được bảo đảm trên một chuỗi khối Và cái sự lựa chọn của chuỗi khối đó bây giờ chính là Polygon, mạng lưới tầng 2 của Ethereum Thì nói chung đây cũng là một cái bước tiến tới khá là thú vị Tại vì việc là những công ty đó họ có những cái... Điểm để mà trả thưởng cho khách hàng của họ đó Để mà khuyến thích à, tìm hiểu thêm về công ty Hay là sử dụng sản phẩm nhiều hơn sau này Để cho tạo ra những cái khách hàng trung thành Thì cũng là một chuyện thường xuyên rồi Nhưng mà cái điều thú vị ở đây đó Là bây giờ những cái điểm thưởng đó Sẽ được quy ra thành NFT Và có thể là mua bán được dựa theo độ hiếm Đây là một trong những cái use case Một trong những cái cách sử dụng NFT Cũng rất là thú vị đối với Thuần Và... Đây là tất cả những thông tin mà Thu muốn mang đến cho các bạn đầu tuần ngày hôm nay. Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, BitGay hay là Bybit và một số những dịch vụ khác như mà nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn Đi dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví tài trang, Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, gotta...